Ghi nhận tại phà Cát Lái vào 5 đến 6 giờ sáng ngày 1 tháng 9, lượng xe qua khu vực đông đúc, ùn ứ. Ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết, ngày 1 tháng 9 là cao điểm của phà Cát Lái với khoảng 75.000 khách trên một ngày. Vì vậy, phà Cát Lái đã huy động tối đa lực lượng với 7 phà để giảm tải cho hành khách thời gian chờ đợi. Ghi nhận tại bến xe miền Đông cũ, lượng khách chỉ đông đúc vào khuya ngày 31 tháng 8 và rạng sáng ngày 1 tháng 9. Bến xe miền Đông mới vắng khách với khoảng 5.000 khách trên một ngày. Trong khi đó, bến xe miền Tây sẽ đặt đỉnh hành khách đi lại vào ngày 1 tháng 9.